Chào mừng anh chị và các bạn đến video tiếp theo của Nguyễn Văn Đoàn. Trong nội dung ngày hôm nay chúng ta cùng chia sẻ về 5 cái lưu ý khi mà tặng cho bất động sản, nhà đất cho con cái. Những cái điều gì chúng ta cần phải lưu ý cũng như là những cái lợi ích nào mà con cái sẽ được hưởng khi được nhận tặng cho từ bố mẹ ngoài bất động sản, nhà đất ra. Đây là những cái điều mà chúng ta cần phải quan tâm trong quá trình thực hiện để thứ nhất là đúng quy định của pháp luật, thứ hai tránh các phiền hà về sau này. Thứ nhất như là bị phạt tiền, thứ hai là trục trặc về cái vấn đề là gì ạ? Không thể sang tên được cho con cái khi mà tặng cho. Thì anh chị và các bạn có thể áp dụng những cái điều sau đây trong cái video này. Và đừng quên, nếu thấy video hay thì hãy tặng một nút thích và chia sẻ cho người khác, cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh, nút thích trang để làm sao nhận được những nội dung mới từ Bất Động Sản Bình Phước Nguyễn Văn Đoàn. Và cái lưu ý đầu tiên chúng ta cùng quan tâm ở đây đó chính là các cái điều kiện của bất động sản khi mà tặng cho. Điều kiện đầu tiên đó chính là phải có sổ. Hiện nay đối với những bất động sản như là không có sổ thì tặng cho phần lớn sẽ được diễn ra ở trên miệng giữa bố mẹ, người thân trong gia đình. Thì những bất động sản này khi mà bố mẹ mất, hoặc là bố mẹ không ở khu vực khác, hoặc là chuyển đi ở nước ngoài, thì những người được sử dụng cái tài sản này sẽ xảy ra các cái rủi ro. Thứ nhất, nếu như đất vi phạm vào các cái quy hoạch thì sẽ bị nấy và đền bù cực ít. Và tiếp theo nữa là trong trường hợp muốn làm sổ thì rất là khó khăn cho cái việc xác minh. Vì vậy, điều kiện tiên quyết đầu tiên đó chính là phải có sổ. Thứ hai, còn trong thời hạn sử dụng. Thì thông thường những loại đất có thời hạn sử dụng như đất nông nghiệp, đất hàng năm, đất lâu năm. Trong trường hợp hiện nay sổ nhà chúng ta hết thời hạn sử dụng thì chúng ta cần phải gia hạn, sau đó mới tặng cho con cái được. Và cái điều kiện thứ ba đó chính là không bị kê biên. Và điều kiện thứ tư, không bị tranh chấp đối với hàng xóm hoặc là tranh chấp tại ủy ban nhân xã hoặc là chính quyền địa phương. Đây là những cái điều kiện tiên quyết cần phải có khi mà làm hợp đồng tặng cho con cái, người thân trong gia đình, hoặc là mua bán chuyển nhượng. Anh chị chúng ta cần lưu ý, chúng ta bị hoặc là vướng các vấn đề gì thì giải quyết vấn đề đấy trước khi đi đến cái phần bán cho người khác hoặc là tặng cho con cái. Đấy là cái lưu ý đầu tiên là về cái bản thân cái bất động sản đấy khi mà tặng cho. Cái lưu ý số 2 là bản thân cái người được tặng cho, quý vị ạ. Bản thân cái người được tặng cho trong trường hợp nếu như chúng ta vướng vào các vấn đề vi phạm pháp luật như là thuần phong mỹ tục, hoặc là ép buộc cái việc tặng cho di chúc thừa kế này thì sẽ không được pháp luật công nhận. Thứ hai nữa là ở trong đối tượng được tặng cho là cái người này, nếu trong trường hợp không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, có thể là họ là giáo viên, công chức nhà nước, nhưng mà bố mẹ đang là tặng cho đất nông nghiệp thì cũng không được hưởng cái phần được tặng cho này do là không trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Và cái thứ ba trong trường hợp là cái người nhận tặng cho, nếu cái đất tặng cho này nằm ở những cái khu vực như là đất nông nghiệp này, đất ở này, nhưng mà nó lại là đất nằm trong rừng đặc dụng hoặc là trong rừng phòng hộ thì cũng không được nhà nước công nhận. Đấy là lưu ý số 2 là những trường hợp được nhận tặng cho. Và cái lưu ý số 3 là tặng cho bằng lời sẽ không được pháp luật đất đai công nhận theo đúng quy định của luật bất động sản 2013. Thì như chúng ta chia sẻ ban đầu thì những loại đất nào thường hay tặng cho bằng miệng, có nghĩa là có thể là không có sổ, hoặc là pháp lý sổ sách nó bị một vấn đề nào đó, hoặc là bản thân cái người tặng hoặc cái người được tặng có thể là không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, xảy ra cái trường hợp là tặng cho trên miệng. Thì chúng ta cần phải hiểu rằng đối với những trường hợp như thế này thì việc sử dụng rất là bình thường, nhưng trong trường hợp đất đấy hiện nay có thể bị nhà nước thu hồi để thực hiện công nghiệp, dự án đô thị, chợ, đường gì đấy và được đền bù rất là ít. Và tiếp theo nữa là trong trường hợp nếu như cái việc tặng cho này mà cái người bố mẹ tặng cho chúng ta hiện nay đã mất rồi, chúng ta muốn xác minh để làm sổ ấy, thì cực kỳ khó và rất là tốn kém, mất thời gian. Thì đấy là cái lưu ý thứ 3 mà anh chị chúng ta cần phải lưu ý, là đối với các trường hợp mà chúng ta tặng cho bằng miệng lời nói thì không được pháp luật nhà nước công nhận, và cái người được nhận tặng cho không được sang tên đứng chủ quyền trên cái bất động sản này. Và cái lưu ý thứ tư đó chính là khi mà làm các thủ tục tặng cho tại phòng công chứng thì sau khi làm thủ tục
thành công thì chúng ta phải tiến hành sang tên, cập nhật biến động theo đúng quy định của pháp luật tại bộ phận văn phòng đăng ký đất đai hoặc là phòng một cửa. Thì có rất nhiều trường hợp trong thời gian vừa qua, một số anh chị chúng ta được nhận tặng cho xong rồi chúng ta đi công tác ở nước ngoài, hoặc là chúng ta bận việc, hoặc là chúng ta làm một cái gì đó chúng ta quên đi, mà sau 1 tháng, 2 tháng mà chúng ta không cập nhật biến động sang tên, thì cái trường hợp này chúng ta vẫn sang tên được nhưng mà sẽ bị phạt tiền. Bởi vì hiện nay theo quy định của pháp luật, sau khi làm các thủ tục tặng cho sau 30 ngày, nếu như không làm các cái thủ tục sang tên tại bộ phận văn phòng một cửa hoặc là văn phòng đăng ký đất đai, thì cái hợp đồng tặng cho này sẽ bị phạt tiền tùy theo cái giá trị của bất động sản đấy. Đây là cái lưu ý vô cùng quan trọng. Vì vậy những anh chị nào mà chúng ta đang được nhận tặng cho từ bố mẹ, thì ngay sau khi làm thủ tục xong, thì anh chị hãy tiến hành đến bộ phận một cửa này, văn phòng đăng ký đất đai này, hoặc nhờ một ai đó làm thủ tục sang tên luôn. Thì như vậy chúng ta đảm bảo tính an toàn, tránh các cái rắc rối cũng như là các cái phiền hà về sau này. Bởi vì thời gian vừa qua rất nhiều anh chị đã gặp phải rồi. Nguyễn Đoàn cũng đã hỗ trợ cho một số anh chị tại Bình Phước làm cái thủ tục tặng cho này, do là bị quá thời hạn và phải đi nộp cái tiền phạt đấy. Nó không đáng là bao nhiêu cả, nhưng mà xử lý các vấn đề giấy tờ thủ tục thì nó rất là phức tạp và mất thời gian, chạy qua nhiều phòng ban khác nhau. Và cái lưu ý số 5 đó chính là cái người được nhận tặng cho này sẽ được miễn hoặc giảm các cái khoản thuế phí theo đúng quy định của nhà nước. Hiện nay nếu như chúng ta mua bán bất động sản của người khác ấy, thì ví dụ như với bất động sản 1 tỷ thì chúng ta mất đâu đó và từ 5 cho đến 10 triệu các cái chi phí thuế phí và các khoản sang tên làm sổ. Nhưng mà đối với trường hợp này chúng ta được nhận tặng cho từ bố mẹ, người thân cùng huyết thống thì sẽ được giảm hoặc là miễn các khoản thuế phí luôn, tùy từng trường hợp. Đặc biệt hơn nữa là những trường hợp như là người có công với cách mạng hoặc là được hưởng các cái chính sách, thì các khoản thuế phí này sẽ được giảm rất là nhiều. Vì vậy đối với trường hợp mà tặng cho, đặc biệt là các gia đình chính sách có công với cách mạng hoặc là người được miễn giảm, thì các cái khoản thuế phí này cũng rất là nhẹ thôi. Ví dụ như hiện nay nếu như chúng ta tặng cho đối với một bất động sản mà tính ra cái giá trị chuyển nhượng nó là 200 triệu, 300 triệu đi, thì các cái khoản thuế phí này có thể là sẽ giảm còn 1 đến 2 triệu hoặc là thậm chí còn thấp hơn nữa. Thì cụ thể chính xác như thế nào thì chúng ta vẫn cần phải thực hiện, bởi vì các cái khoản thuế phí này phần lớn sẽ được thể hiện trên các cái văn bản chứng từ của nhà nước, không ai có thể kê khai trên được, cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm, kể cả cái việc mà chúng ta nhờ các bên dịch vụ cũng vậy. Thì đấy là 5 cái lưu ý mà anh chị và các bạn chúng ta cần phải quan tâm trong cái quá trình làm các thủ tục tặng cho nhà đất. Và bây giờ Nguyễn Đoàn sẽ nhắc lại lưu ý số 1 là các cái điều kiện của bất động sản như là có sổ, không bị kê biên, không bị tranh chấp, còn trong thời hạn sử dụng. Lưu ý số 2 là đối tượng được nhận tặng cho, thứ nhất là không vi phạm pháp luật, thứ hai không trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp thì không được nhận tặng cho, thứ ba là đất này nếu trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, kể cả đất ở thì không được nhận tặng cho. Và cái lưu ý thứ ba là tặng cho bằng miệng sẽ không được nhà nước công nhận. Lưu ý số 4 là phải tiến hành sang tên ngay sau khi làm cái thủ tục tặng cho. Và cái lưu ý số 5 rất là tuyệt vời ở đây là chúng ta sẽ được miễn và thậm chí giảm các cái khoản thuế phí theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt là các cái trường hợp gia đình chính sách, những người có công với cách mạng. Rất mong những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp ích cho tất cả anh chị và các bạn trong quá trình làm các thủ tục tặng cho nhà đất giữa con cái với bố mẹ và ngược lại. Anh chị và các bạn nếu thấy các nội dung này giá trị với mọi người thì hãy chia sẻ, và đừng quên tặng video một nút thích cũng như là nhấn vào nút đăng ký kênh, nút thích trang để làm sao nhận được những nội dung mới từ Bất Động Sản Bình Phước Nguyễn Văn Đoàn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.